Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Trên tay mình là chiếc LG Win nha các bạn. Đây, rất là mỏng luôn. Đây là một chiếc điện thoại nắp gập chạy Android. Bên cạnh phải thì có một cái sắt cắm tai nghe 3.5 nè. Phía bên dưới là một nút chụp hình. Còn bên cạnh trái là hai nút tăng giảm âm lượng. Phía dưới này là có một cái cổng sạc micro USB nè các bạn. Ở mặt sau thì có một cái camera cụm loa ngoài, phía dưới này là cái logo LG. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào bên trong cài đặt của em nó xem một vài cái thông tin máy nha các bạn. Đây, hiện tại thì em nó chạy Android 4.4. Với một số dòng điện thoại cổ mà Android 4.4 thì cũng tạm gọi là may mắn nha các bạn. Chứ Android 2.2, 2.3 thì nó cũng chán lắm. Rồi, ở đây thì mình có cài một số cái ứng dụng và game. Bây giờ mình sẽ vào thử tích tắc luôn nha, để xem nó có hoạt động tốt không. Rồi, ok, mình thấy TikTok chạy cũng khá là ổn luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ xem YouTube thử để xem là chạy có mượt không nha các bạn. YouTube là YouTube Live chứ không phải YouTube tải trên CH Play đâu. Mình tải ở bên ngoài vào. Chứ Android 4.4 thì trên CH Play nó không còn hỗ trợ nữa các bạn ơi. Với cái cấu hình máy này thì mình đã test thử rồi. Nó sẽ hoạt động mượt mà ở mức setting là 360p nha các bạn. Nếu các bạn để lên 720p thì coi sẽ rất là giật lag luôn. Cho nên mình khuyên các bạn chỉ nên coi ở mức setting là 360p thôi. Ok, YouTube thì coi cũng khá ổn. Bây giờ mình sẽ test thử cái app xem TV nha các bạn. Để xem là em nó có hoạt động được không. Tại vì cái Android này nó cũng cũ quá rồi. Rồi, ok, xem TV rất là mượt và màn hình con này nó cũng rất nét luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thử một con game nhẹ nhàng trên chiếc LG Win này nha, xem nó chạy có nổi không. Bây giờ mình sẽ chụp thử camera luôn nha. Xem con này chụp đẹp không. Đây là tấm hình mình mới chụp xong nha các bạn. Nói chung chụp cũng rất là nét luôn. Mình sẽ thử camera trước. Đây. Đây là khuôn mặt rất là đẹp trai của mình. Đây là camera trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chụp thử nha. Chất lượng camera trước thì mình nghĩ là chỉ để dùng video call thôi, chứ tự sướng thì nó không đẹp đâu. Rồi, ok. Ở đây mình có cài thử Zalo. Bây giờ mình sẽ video call thử luôn. Zalo thì các bạn phải tìm đúng phiên bản thì mới cài được nha. Rất là mượt luôn các bạn ơi. À. Tuyệt vời.
Đó, một chiếc điện thoại thì mình nghĩ chức năng của nó chỉ có nghe gọi và chơi game, lướt web Facebook vậy thôi, không có cần gì nhiều. Zalo ok thì mình nghĩ là Facebook nó cũng vậy thôi, mà nói chung Facebook thì mình test rồi, ok nha các bạn, video call ok luôn. Rồi, ở đây mình có cài Facebook Live nè các bạn, đây là bản rút gọn, chứ bản full thì nó rất là nặng và nó không còn hỗ trợ cho những dòng Android cũ nữa. Đó, lướt Facebook bình thường luôn. Còn về game thì bây giờ Android cũ nó không có hỗ trợ nhiều, cho nên mình phải cài mấy cái giả lập này mình chơi nè các bạn. Giả lập game Java nè, đây rất là nhiều luôn. Game Game Boy nữa nè, đó, rất là nhiều luôn. Với lại mình nghĩ cái cấu hình máy này thì chỉ chơi được những game nhẹ nhàng và những cái game giả lập thôi, chứ bây giờ đâu thể nào mà chạy được những cái game nặng đâu. Rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.